chúng ta đã vừa tìm hiểu xong các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, sau đó chúng ta tìm hiểu các câu hỏi mức độ vận dụng. Ta đến câu tiếp theo, biện pháp quan trọng hàng đầu trong phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ là. Thì như các em biết rằng Đông Nam Bộ đây là nơi mà có điều kiện tự nhiên uh, gặp nhiều bất lợi trong phát triển nông nghiệp là mùa khô kéo dài sâu sắc và thiếu nước cho hạn hán, cho sản xuất và sinh hoạt. Do vậy mà ở đây đầu hòa có hỏi hỏi là biện pháp hàng đầu trong phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Bộ. A. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng đa dạng hơn. B. Giải quyết tốt vấn thủy lợi do mùa khô kéo dài. C. Bảo vệ hệ thống rừng đầu nguồn và rừng ngập mặn. D. Phát triển mô kinh tế trang trại. Như vậy ở đây thì như thầy vừa nói một trở ngại lớn nhất cho nông nghiệp ở đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long là vấn đề nước tưới và để giải quyết tốt vấn đề nước tưới vấn đề thủy lợi là khâu quan trọng đột phá để chúng ta phát triển nông nghiệp do vậy ta đúng ở đây là đáp án B. Câu tiếp theo khó khăn nhất trong việc sử dụng đất đai ở đồng bằng sông cửu long là A Diện tích rừng ngập mặn bị suy giảm. B. Thiếu nước ngọt và mùa khô. C. Diện tích đất phèn nhiễm mặn lớn. D. Đất chưa sử dụng còn nhiều. Thì đồng bằng sông Cửu Long là nơi mà có điều kiện tự nhiên vô cùng thuận lợi, ưu ái để phát triển nông nghiệp. Nhưng bên cạnh thuận lợi thì họ cũng có những cái trở ngại nhất định. Chính là do đất mặn đất phèn ở đây chiếm phần lớn diện tích cần phải có những công trình cải tạo tốn kém để phát triển nông nghiệp. do vậy đáp án C là đúng. Ta đến với câu hỏi tiếp theo. câu này câu hỏi về kỹ năng. À, đầu bài cho chúng ta một câu hỏi là cho bảng số liệu về diện tích và sản lượng lúa cả năm ở giai đoạn 2000 đến 2010. các số liệu Vừa có diện tích là nghìn hecta, sản lượng nghìn tấn và yêu cầu dựa bằng số liệu trên cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích sản lượng nước ta a diện tích và sản lượng đều tăng b diện tích giảm sản lượng tăng c sản lượng giảm diện tích tăng d diện tích và sản lượng đều giảm để đối với câu hỏi về kỹ năng này để giải quyết câu hỏi kỹ năng thì chúng ta phải nhớ lại kỹ năng phân tích bằng số liệu thì ở đây không có một khuôn mẫu nào cả mà chúng ta phải tìm ra quy luật là xem tăng giảm như nào và chúng ta rút ra nhận xét. Thì dễ dàng ta thấy đáp án ở đây. Đáp án B là đáp án đúng. Diện tích thì giảm nhưng sản lượng tăng. Chúng ta đến một câu tiếp theo là câu hỏi về kỹ năng biểu đồ cho biểu đồ dưới đây. Biểu đồ dưới đây thể hiện nội dung nào sau đây? A. Cơ cấu sản lượng khai thác dầu thô, than sạch và sản điện nước ta. B. Sản lượng khai thác dầu thô, than sạch và sản điện nước ta qua các năm. C. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng khai thác dầu thô, than sạch, điện nước ta và D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng khai thác dầu thô, than sạch điện nước ta ở đây ta thấy điều gì ạ đầu tiên ta phải làm được câu hỏi này ta xem cái biểu đồ này là biểu đồ dạng gì thì ta thấy biểu đồ ở đây là dạng biểu đồ kết hợp giữa cột nhóm và đường như vậy thì đáp án a cơ cấu cơ cấu đi ứng với biểu đồ tròn a loại chuyển dịch cơ cấu biểu đồ miền C cũng loại D tốc độ tăng trưởng là đường chỉ số Như vậy A, C và D loại với có lại đúng là đáp án B B đúng <laughs> Việc làm ở đồng bằng sông Hồng là vấn đề lan giải nhất là khu vực thành thị chủ yếu do nguồn lao động dồi dào nhưng a tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo lớn, b trình độ lao động còn hạn chế, nền kinh tế còn chậm phát triển, d tập trung đô thị và sự đông ở khu vực thành thị, thì ta thấy rằng vấn đề việc làm là vấn đề nóng bỏng ở cấn đang phát triển, đặc biệt tại Việt Nam ở những khu vực thành thị thì vấn đề việc làm ngày càng khiến nên căng thẳng và gai gắt. Và yếu tố nào tạo ra cái tình trạng việc làm ở đây thì chính là do cái đặc điểm về nền kinh tế ở đây khi giải quyết vấn đề việc làm thì kinh tế là vấn đề quan trọng nếu nơi nào kinh tế mà phát triển thì nơi đó cái hoạt động việc làm có điều kiện để phát triển Nên đông nam bộ đồng bằng sông hồng và ngược lại nơi là kinh tế còn chậm phát triển thì ảnh hưởng trực tiếp vấn đề việc làm thì ở đây câu hỏi đặt ra là vấn đề nó lan giải các đô thị vì sao? Đô thị nó tập trung quá đông dân trong khi kinh tế chưa theo kịp được sự phát triển nhanh của người dân quá đổ xô về các đô thị. Vậy đáp án C là đáp đúng. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi về kỹ năng. Người ta đã cho một bảng số liệu lao động phân theo các ngành kinh tế Cùng có ba ngành nông lâm ngư nghiệp công nghiệp xây dựng và dịch vụ và yêu cầu đầu bảng như sau là dựa để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế nước ta năm 2001 và 2010 dạng biểu đồ nào sau đây là phù hợp nhất a biểu đồ cột b biểu đồ đường c biểu đồ tròn và d biểu đồ miền Vậy ta thấy ở đây ta phải nhớ một cái dấu hiệu Là quy mô và cơ cấu Đây là dấu hiệu để nhận biết biểu đồ Thì ta dựa vào cái dấu này Ta sẽ chọn được cái mức độ biểu đồ thích hợp Ở đây là biểu đồ tròn Đoàn C Tới đến câu hỏi cuối cùng Mức độ vận dụng cao Còn tiếp theo Là người ta cho mình một câu hỏi Là cho biểu đồ Nhiệt độ lưỡng mưa của Hà Nội và câu hỏi sao, như đặt ra như sau Em hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với chế độ nhiệt và mưa ở Hà Nội Hà Nội nằm trong vùng nhiệt đới Khí hậu mang tính chất nhiệt tới ẩm, gió mùa, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn Vậy thì ở đây đó nào sẽ lựa chọn không đúng A. Nóng quanh năm, mưa ít trong các tháng mùa hạ. B. Nhiệt độ trung bình năm cao 23,5 độ C Lượng mưa lớn 1667 mm Mùa mưa Hà Nội vào thời kỳ hè thu Và D. Khí hậu có sự phân mùa rõ rệt Mùa hạ nóng, mưa nhiều Mùa đông lạnh, mưa ít Ta nhìn ở đây Nhiệt độ trung bình năm cao Đây, trên 20 độ C đủ tiêu chuẩn nhiệt đới đúng rồi, mưa vào thời kỳ hè thu giữa năm cũng đúng rồi và phân hai mùa rõ rệt cũng đúng như vậy đoạn không đúng ở đây là đáp án A. Khí hậu miền Bắc và đông bắc bắc bộ khác với miền tây bắc bắc trung bộ chủ yếu là do tác động của A. Dãy núi Hoàng Liên Sơn Gió mùa đông và áp thấp B. Gió mùa hạ hướng độ cao của dãy núi C. Hướng vòng cung Gió mùa đông bắc và bão D. Vị trí địa lý đặc điểm địa hình Hoàn lưu gió mùa Thì ta thấy điều gì ạ? Ở đây đều bài hỏi là khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ khác với miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ thì hai khí hậu này danh giới hai cái miền khí hậu này được ngăn cách bởi Hoàng Liên Sơn Hoàng Liên Sơn phải rất lớn đối với cái khí hậu của hai vùng này thì cái miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là nơi mà chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc mùa Đông có đến đến sớm và kết thúc muộn do vậy gió mùa Đông Bắc hướng vòng cung có dãy núi và ảnh hưởng của bão là tác nhân tạo ra khác biệt giữa ở à, vùng miền Bắc và đông bắc bắc bộ với miền tây bắc bắc trung bộ, miền tây bắc bắc trung bộ thì ảnh hưởng của gió mùa đông bắc bị chặn lại bởi Hoàng Liên Sơn và bão ở đây thì không ảnh hưởng nhiều mà chủ yếu là do mưa lớn tạo ra lũ quét ngập lũ quét và gây thiệt hại lớn. Vậy đáp án đúng ở đây là đoán C. Và đến câu tiếp theo ở Việt Nam vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dân a đồng bằng sông cửu long b đồng bằng sông hồng c duyên hải nam trung bộ và d là bắc trung bộ thế nhưng cái biết rằng việt nam chúng ta là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dân và những nơi vùng trũng thấp là nơi nhạy cảm ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu đặc biệt là những vùng ven biển ta bán đưa ra đều là những nơi ven biển nhưng ở đây ta thấy đồng bằng sông cửu long là nơi mà hiện nay uh, ảnh hưởng nặng nề biến đổi khí hậu và đúng ở đây là là bán a và ta dự báo rằng nếu chúng ta không có hành động ứng phó thì một phần hai diện tích đồng bằng sông cửu long sẽ mất do biến đổi khí hậu và một phần hai diện tích đồng bằng sông hồng phần ba diện tích đồng bằng sông hồng sẽ ảnh hưởng do biến đổi khí hậu do vậy đồng bằng sông cửu long nên ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. hỏi tiếp theo. Hoạt động của ngành thủy sản nước ta trở nên sôi động là nhờ A. Nhà nước đầu tư vốn. B. Sự phát triển của công chế biến. C. Thị trường mở rộng. D. Áp dụng công nghệ khai thác hiện đại thì ta thấy hiện nay thì sự phát triển của ngành thủy sản nước ta hiện nay à, phát triển nhanh chóng chính là nhờ những cái ưu tiên của nhà nước bên cạnh những thuận lợi do tự nhiên mang lại thì những chính sách ưu tiên nhà nước rồi những cái yếu tố thị trường đã giúp chúng ta phát triển mạnh thủy sản và hiện nay thì sản nước ta có một sức cạnh tranh rất lớn và để tăng sức cạnh tranh để phát triển mạnh hơn nữa thì yếu tố quan trọng ở đây chính là sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp chế biến và chính có chế biến là yếu tố quan trọng để đẩy nhanh quá trình phát triển thủy sản, giúp thủy sản phát triển nhanh chóng. như vậy ở trong thời gian vừa qua thì thầy đang dẫn các em tìm hiểu xong một cái đề thi với bốn mức độ quả khác nhau để giúp các em hình dung cách làm bài, hệ thống kiến thức và giúp các em tự tin bước vào kỳ thi và chúc các em ôn tập tốt, đạt cửa cao. Bảo chúng ta dừng lại ở đây và xin hẹn các em trong bài học tiếp theo.